Hôm nay xin được chia sẻ cùng với các anh chị những điều cần biết về rối loạn chức năng tình dục. Rối loạn chức năng tình dục là một trong những rối loạn tâm thần thường gặp à, Nhưng mà do tâm lý e ngại, xấu hổ Nên nhiều người không đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh à, Hoặc là có những người mong muốn đi khám Nhưng mà lại họ lại cũng không biết là nên đi khám ở đâu cho đúng chuyên khoa à, Do vậy mà nhiều người thường tự mua thuốc uống Hoặc là dùng các phương pháp dân gian truyền miệng để tự điều trị Nên là có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường à, Và bài trình bày ngày hôm nay à, Thì sẽ gồm các nội dung như sau bao gồm là tầm quan trọng, sự nguy hiểm của bệnh, uh, nguyên nhân gây bệnh, các triệu chứng của bệnh, phương pháp chẩn đoán, phương pháp điều trị cũng như là các biện pháp phòng ngừa. Và như chúng ta đã biết thì sự uh, hoạt động tình dục là một trong những hoạt động bản năng của con người, nó không chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý, uh, duy trì nòi giống mà còn mang tính chất thư giãn, giải trí cũng như là chiếm hữu. Và theo tổ chức y tế thế giới thì sức khỏe tình dục là một trạng thái của thể chất tâm thần và xã hội. Liên quan đến tình dục, nó đòi hỏi một cách tiếp cận tích cực, tôn trọng đối với các mối quan hệ tình dục cũng như là khả năng có những trải nghiệm tình dục thú vị, an toàn, không bị ép buộc, phân biệt đối xử và bạo lực. Sức khỏe tình dục tốt thì là nền tảng cho sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của các cá nhân, các cặp vợ chồng và gia đình. Do vậy mà việc quan tâm đến sức khỏe tình dục nghĩa là chú trọng đến một khía cạnh trung tâm của con người. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần thì rối loạn chức năng tình dục bao gồm các bệnh lý về sức khỏe tình dục gặp ở cả hai giới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cá nhân, gián tiếp đến hạnh phúc của gia đình. Và tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục trong dân số chung thì là khá là cao với khoảng 43% nữ và 31% nam mắc ít nhất một rối loạn loại rối loạn chức năng tình dục. Vậy thì con số cao như vậy nhưng mà tại sao lại còn rất ít người hiểu biết về căn bệnh này cũng như là còn ít người đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám à, thì trên đây là một cái khảo sát một cái, của một cái uh, nghiên cứu đã thấy rằng là một số lý do mà nam giới ngại đi khám các vấn đề về tình dục của họ uh, họ có thể đưa ra những lý do như là quá bận uh, sợ bị mắc bệnh ngại bị khám vùng kín ngại bị hỏi chuyện riêng tư ngại bị cân hoặc ngại bị cởi quần áo có những người thì lại cho rằng là phòng khám quá lạnh và một số những người khác thì đưa ra những nguyên nhân khác với cái việc là họ e ngại đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh cái nghiên cứu này thì cho thấy đấy là lý do mà nam giới ngại đi khám còn lý do mà nữ giới ngại đi khám thì ngoài những lý do này còn có rất nhiều lý do khác nó cũng chịu ảnh hưởng của các nền văn hóa cái phong tục tập quán khác nhau mà khiến cho người nữ giới người ta ngại chia sẻ những cái chuyện riêng tư cũng như là số hổ hoặc là đôi khi là có những người người ta chấp nhận những cái khó khăn rối loạn của mình về mặt tình dục Vậy thì nếu mà những cái dối loạn chức năng tình dục gặp phải như vậy mà không được điều trị thì có thể dẫn đến hậu quả gì? Thì dối loạn chức năng tình dục khiến các cặp đôi không thể tận hưởng hoàn toàn hoạt động tình dục, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là quan hệ lứa đôi. Người bệnh thì thường cho biết họ gặp khó khăn về tình cảm và mối quan hệ. Một số thì tránh theo đuổi các mối quan hệ tình dục vì cảm giác xấu hổ liên quan họ cũng cho biết là mức độ hài lòng thấp với mối quan hệ tình dục khi quan hệ tình dục cũng như là việc khó tư giãn từ đó sẽ quan hệ tình dục ít hơn thậm chí là rất đau khổ vì vấn đề này bởi vì những cái hậu quả như vậy do vậy mà chúng ta cần phải hiểu hơn về các rối loạn chức năng tình dục dấu hiệu như thế nào khi nào thì chúng ta nên đi khám và để hiểu về nó thì trước hết cần phải hiểu là hoạt động tình dục là gì hoạt động tình dục là cách thức con người trải nghiệm thể hiện bản năng và kỹ năng tình dục của họ. Các yếu tố như các yếu tố về sinh học, các yếu tố tâm lý xã hội như là tôn giáo, dân tộc, điều kiện xã hội, sức khỏe, kinh nghiệm cá nhân, tình trạng tâm lý của cá nhân hoặc cặp vợ chồng thì đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tình dục. Các giai đoạn của hoạt động tình dục thì các tác giả thường uh, cho là có khoảng uh, có 5 giai đoạn bao gồm giai đoạn ham muốn, kích thích, ổn định, cực khoái và thoái trào một số tác giả thì cho rằng chỉ cần có bốn giai đoạn của hoạt động tình dục là giai đoạn ham muốn, kích thích, ổn định, không có giai đoạn ổn định và chỉ có giai đoạn cực khoái và thoái trào. chức năng tình dục là cách cơ thể phản ứng trong các giai đoạn khác nhau của một chu kỳ hoạt động tình dục. Và theo định nghĩa của phân loại bệnh quốc tế về các rối loạn tâm thần và hành vi của Tổ chức Y tế Thế giới thì rối loạn chức năng tình dục bao gồm các cách thức khác nhau, trong đó người bệnh không thể tham gia vào mối quan hệ tình dục như mong muốn. Các rối loạn chức năng tình dục thì có thể gặp ở cả hai giới, ở nữ và ở nam. Ở nữ thì các rối loạn thường gặp có thể là giảm ham muốn tình dục, giảm hưng phấn tình dục, co thắt âm đạo, đau khi giao hợp, giảm cực khoái và không có sự đồng thuận liên quan đến rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất ở nữ. Một số nghiên cứu thì báo cáo là rối loạn ham muốn giảm ham muốn tình dục là phổ biến nhất. Tiếp theo là rối loạn cực khoái và kích thích. À, tuy nhiên thì có những nghiên cứu khác lại cho thấy là khó đạt được cực khoái và khô âm đạo là rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất ở nữ. Tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục ở nữ thì như thế nào? Thì ở nữ tỷ lệ có biểu hiện mức độ hứng thú tình dục thấp và giao động trong khoảng 17 đến 55%. Tỷ lệ này thì tăng lên theo tuổi, với khoảng 10% phụ nữ dưới 49 tuổi có mức độ hứng thú tình dục thấp. Sau đó tăng gấp đôi lên 22% ở những người 50 đến 65 tuổi và một lần nữa thì tăng gấp đôi lên 47% ở những người 66 đến 74 tuổi. Đau khi giao hợp cũng có thể ảnh hưởng đến khoảng 14 đến 34% phụ nữ trẻ và 6,5 đến 45% phụ nữ từ trung niên trở lên. À, còn ở nam thì các rối loạn chức năng tình dục thường gặp là, đó là gì ở nam cũng có thể gặp uh, chức năng rối loạn như là giảm ham muốn tình dục giống như ở nữ uh, các rối loạn cương dương uh, xuất tinh sớm hoặc xuất tinh muộn đau khi giao hợp giảm cực khoái ngoài ra còn có những cái rối loạn chức năng tình dục có thể gặp hai giới như là xu hướng tình dục quá mức hoặc là các rối loạn chức năng tình dục liên quan đến việc sử dụng uh, chất hoặc là liên quan đến việc sử dụng thuốc trong số nam giới thì xuất tinh sớm là rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất, nhưng rất ít nam giới tìm cách điều trị. À, xuất tinh sớm là phản nàn chính của khoảng 35 đến 40% nam giới được điều trị rối loạn chức năng tình dục phổ biến hơn ở độ tuổi lớn hơn với tỷ lệ cao nhất ở nam giới từ 60 đến 69 tuổi. Theo khảo sát về thái độ xuất tinh sớm thì chỉ có khoảng 9% nam giới bị xuất tinh sớm tự báo cáo đã hỏi ý kiến bác sĩ trong cuộc khảo sát toàn cầu về thái độ và hành vi tình dục thì có khoảng 78% nam giới đã tự báo cáo là bị rối loạn chức năng tình dục mà không tìm kiếm sự trợ giúp hoặc lời khuyên chuyên nghiệp cho các vấn đề về tình dục của họ. Ở trong đó thì nam giới có nhiều khả năng tìm cách điều trị rối loạn cương dương hơn là xuất tinh sớm. Rối loạn cương dương thì là một trong những rối loạn chức năng tình dục thường gặp và được báo cáo ở khoảng 10 đến 20% tổng số nam giới là than phiền chính của hơn 50% nam giới được điều trị rối loạn chức năng tình dục. Và cái tỷ lệ rối loạn cương dương này cũng tăng lên theo tuổi. Có khoảng 2 đến 8% xuất hiện ở tuổi thanh niên, 40 đến 50% nam giới trong độ tuổi từ 60 đến 70 tuổi. Và có khoảng 20% nam giới lo sợ rối loạn cương dương trước lần quan hệ đầu tiên của họ. tỷ lệ các rối loạn chức năng tình dục cao như vậy Vậy thì nguyên nhân của nó là gì? Thì thường là chúng ta phải tìm hiểu xem nguyên nhân của rối loạn chức năng tình dục là gì và chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân thì sẽ hiệu quả. Thì có uh, có thể thấy là có bốn nhóm yếu tố nguyên nhân chính. Thứ nhất là yếu tố nhóm yếu tố sinh học. Thứ hai là nhóm nguyên nhân là các nguyên nhân về tâm lý, tâm thần. Nhóm yếu tố thứ ba đó là yếu tố về văn hóa xã hội và nguyên nhân thứ tư đó là các yếu tố giữa các cá nhân. Thì trước hết chúng ta đi vào cái phần nhóm yếu tố về sinh học, yếu tố sinh học bao gồm là cái việc sử dụng thuốc, uh, dối loạn chức năng tình dục có thể liên quan đến nồng độ hormone thay đổi, các vấn đề về tình trạng bệnh lý cơ thể, các bệnh lý hoặc là các bất thường ngay tại cái cơ quan sinh dục tiết niệu hoặc các bệnh lý về nội tiết, uh, các vấn đề về tuổi tác, uh, nhóm yếu tố về nguyên nhân tâm lý tâm thần, đây là cái nhóm nguyên nhân uh, chiếm tỷ lệ khá cao trong các dối loạn chức năng tình dục. Bệnh nhân có thể gặp vấn đề về trầm cảm, có thể gặp lo âu, bệnh nhân có thể tự ti về hình ảnh bản thân, có thể lạm dụng chất hoặc là có tiền sử lạm dụng về tình dục. À bên cạnh đó thì có một nhóm yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là nhóm yếu tố về văn hóa xã hội liên quan đến sự giáo dục, kỳ vọng và tiêu chuẩn văn hóa, ảnh hưởng tôn giáo. Thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là À, nền văn hóa phương đông và phương tây cũng có sự khác nhau trong cái việc và suy nghĩ uh, quan điểm về các vấn đề về hoạt động tình dục. Như là nền văn hóa phương tây thì người ta cởi mở hơn uh, khi mà nói đến các vấn đề về tình dục. Tuy nhiên văn hóa phương đông thì lại kín đáo hơn và họ thường ngại chia sẻ những cái thông tin uh, về tình dục uh, cho mọi người xung quanh biết và họ sẽ uh, nghĩ đấy là cái chuyện riêng tư và rất là ít chia sẻ. Uh, nhóm yếu tố thứ và mà dẫn đến các dối loạn chức năng tình dục rất quan trọng đó là yếu tố giữa bản thân các cá nhân nó phụ thuộc vào tình trạng mối quan hệ và chất lượng mối quan hệ của các cá nhân về chức năng tình dục của bạn tình cũng như là các vấn đề liên quan đến stress mà bạn tình cũng như là cá nhân gặp phải đều có thể gây ra những cái vấn đề về chức năng tình dục vậy khi nào thì À, một người nghĩ là mình có rối loạn về chức năng tình dục cần phải đến tư vấn hoặc là thăm khám bác sĩ. À, các dấu hiệu thứ nhất đó là bệnh nhân hoàn toàn không có ham muốn tình dục hoặc là ham muốn tình dục thấp. Thứ hai là không có khả năng kích thích hoặc duy trì kích thích trong suốt thời gian hoạt động tình dục. À, bệnh nhân có thể xuất tinh nhiều lần với kích thích tình dục tối thiểu, xuất tinh sớm hoặc là xuất tinh muộn, bôi trơn không đủ mặc dù có hưng phấn tình dục không đạt được cực khoái sau khi trải qua giai đoạn hưng phấn bình thường hoặc là đau trong quá trình giao hợp à, vậy là khi mà có một trong những cái biểu hiện như vậy thì chúng ta cần phải đến tư vấn đúng chuyên khoa để à, bác sĩ có thể thăm khám kiểm tra đánh giá để xác định xem có gặp phải dấu loạn chức năng tình dục hay không và có kế hoạch để tư vấn điều trị à, vậy khi à, khi mà có những cái biểu hiện bất thường như vậy, à, người bệnh đến với các chuyên khoa à, về à, chuyên về lĩnh vực tình dục để thăm khám thì à, sẽ có những cái bước kiểm tra như thế nào? Thì việc khám và chẩn đoán rối loạn chức năng tình dục có thể bao gồm nhiều bước khác nhau, như là khám về sức khỏe thể chất và bác sĩ có thể hỏi về tình dục à, tiền sử tình dục của bạn. À, cụ thể thì bác sĩ có thể hỏi bạn một số câu hỏi như là à, bạn đã trải qua vấn đề tình dục bao lâu? nó đến đột ngột hay là dần dần à, bạn có gặp vấn đề gì về cảm giác ham muốn tình dục à, gặp vấn đề gì về quá trình cương dương hay là quá trình xuất tinh à, đạt cực khoái hoặc là bạn có đau khi giao hợp hay không à, bạn quan hệ tình dục bao nhiêu lâu một lần tần suất này có thay đổi gần đây hay không à, độ cương cứng hay là khả năng xuất tinh của bạn như thế nào à, điều này có bị ảnh hưởng bởi các tình huống hoặc là kiểu kích thích cụ thể hay không bạn thức dậy vào buổi sáng hoặc giữa đêm với tình trạng cương cứng hay không? Mối quan hệ hiện tại của bạn với bạn tình như thế nào? Bạn và người ấy có những kỳ vọng gì cho nhau hoặc là có bất kỳ cái thay đổi nào hay không? Ngoài ra thì bác sĩ cũng có thể hỏi các vấn đề liên quan đến những cái việc là gần đây bạn có gặp những nhiều cái căng thẳng trong cuộc sống hay không? Căng thẳng ở đây có thể là những cái căng thẳng trong công việc. Ở trong mối quan hệ bạn bè trong mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cụ thể có thể là gặp những mối quan hệ với căng thẳng với bạn tình hay không ờ, hiện tại bạn có đang dùng thuốc gì hay không bạn có sử dụng thuốc lá rượu hoặc thuốc kê đơn không được kê đơn hay không ờ, bạn ngoài ra thì bác sĩ cũng cần phải hiểu thêm biết thêm là bạn có bất kỳ bệnh lý tiềm ẩn nào đã từng phẫu thuật hoặc là có chấn thương vùng xương chậu hay không À, bên cạnh việc đánh giá khám về các triệu chứng lâm sàng, hỏi bệnh, hỏi tiền sử của, của bệnh nhân, thì khi à, các bạn đến thăm khám ở bệnh viện, bác sĩ cũng có thể thực hiện các xét nghiệm bổ sung để chẩn đoán, à, như là có thể làm thêm các xét nghiệm về nước tiểu, xét nghiệm máu à, để giúp hướng dẫn điều trị, cũng như là xác định xem một tình trạng bệnh lý cơ thể tiềm ẩn mà là, đó có thể là nguyên nhân gây ra rối loạn chức năng tình dục. À, bác sĩ cũng có thể siêu âm kiểm tra các mạch máu của dương vật để xác định xem lưu lượng máu ở dương vật có vấn đề gì không. Nó liên quan đến cái vấn đề về chức năng cương dương. À, ngoài ra thì chúng tôi có thể sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý để đánh giá xem vấn đề tâm lý của bệnh nhân như thế nào. À các rối loạn chức năng tình dục đều có thể điều trị được à, và việc điều trị thì có thể là các trị liệu tâm lý có thể sử dụng các liệu pháp hóa dược cũng như là các phương pháp điều trị khác hoặc là kết hợp các phương pháp điều trị à, cụ thể thì liệu pháp tâm lý liệu pháp tâm lý thì có nhiều cái trị liệu tâm lý à, đặc trưng riêng cho từng nhóm rối à, loạn chức năng tình dục à, các cán bộ tâm lý có thể giáo dục về tình dục, có thể trị liệu sử dụng các liệu pháp thư giãn, trị liệu nhóm hoặc là liệu pháp cặp đôi, có thể sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi hoặc là tích hợp trị liệu tình dục tùy cái rối loạn chức năng tình dục hoặc là mà bạn gặp phải. À, cụ thể thì cái việc giáo dục tình dục là như thế nào? Đó chính là bước đầu tiên trong việc điều trị bất kỳ rối loạn chức năng tình dục nào là giáo dục giới tính và tình dục. Giáo dục giới tính thì cần nhằm mục đích là để bình thường hóa các trải nghiệm của mỗi cá nhân và giảm bớt lo lắng về tình dục bằng cách là chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chính xác với những bằng chứng khoa học cho người bệnh. Và liệu pháp tình dục thì có thể giúp giải quyết các chấn thương tình dục trong quá khứ, những cái cảm giác lo lắng, sợ hãi, tội lỗi và những cái hình ảnh không phù hợp. Tất cả những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục và bác sĩ. À, và cán bộ tâm lý sẽ giúp giải quyết những cái vấn đề này cho bạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng thuốc hay còn gọi là cái liệu pháp hóa dược đấy ạ. À, và việc sử dụng thuốc này thì cần phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, tùy loại rối loạn chức năng tình dục mà sẽ có những cái thuốc đặc hiệu cụ thể. À, có thể điều trị hormone thay thế trong trường hợp mà người bệnh có suy giảm nội tiết tố đối với giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm đều có những cái thuốc đặc hiệu cho từng rối loạn và đều cần phải có sự hướng dẫn kê đơn của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra thì cũng cần điều trị các bệnh lý cơ thể kèm theo như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa vân vân. Những cái bệnh lý này cũng góp phần dẫn đến các rối loạn chức năng tình dục. Do vậy mà chúng ta phải điều trị kết hợp. Ngoài ra có thể sử dụng các thuốc nhóm thuốc giải lo âu trong trường hợp người bệnh có căng thẳng trong quá trình quan hệ tình dục, có thể sử dụng các thuốc chấm trầm cả, à, các thuốc tác động liên hệ dopamine à, và để lựa chọn cái thuốc điều trị gì thì chắc chắn là chúng ta sẽ không tự uh, đi ra hiệu thuốc để mua hoặc là tự uh, nghe uh, những người đã từng bị có thể giống hoặc khác chúng ta đã từng sử dụng uh, mà chúng ta uống theo và vẫn phải uh, theo cái hướng dẫn tư vấn điều trị và theo dõi của bác sĩ. Bên cạnh liệu pháp tâm lý và hóa dược thì còn có các liệu pháp khác không dùng thuốc, như là với xuất tinh sớm thì có thể phẫu thuật cắt bỏ chọn lọc nhánh dây thần kinh. Đối với rối loạn cương dương thì có thể có các liệu pháp như là kích thích não sâu, có thể dùng dụng cụ hút chân không, đặt vật hang nhân tạo, điều trị bằng sóng xung kích hoặc là cái điều trị phẫu thuật ngoại khoa cho những cái bất thường ở cơ quan uh, bất thường khác như là u tuyến yên hay là cong dương vật vân vân. À, với xu hướng tình dục quá mức thì cũng có thể áp dụng liệu pháp kích thích từ xuyên sọ. Và với những liệu pháp chuyên sâu này thì chắc chắn là phải được chẩn đoán chính xác và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Mỗi nhóm bệnh lý đó là phòng bệnh như thế nào? và việc điều trị bổ sung vitamin một số thực phẩm chức năng có thể có vai trò nhất định đối với rối loạn chức năng tình dục tuy nhiên thì cần thận trọng do chưa có bằng chứng khoa học cơ chế rõ ràng và hiểu biết của chúng ta còn rất nghèo nàn và vì vậy thì cũng không nên à, tự ý à, mua những cái loại thuốc ở trong dân gian hay là truyền miệng à, để đi tự điều trị hoặc là nâng cao sức khỏe tình dục à, vì rất nguy hiểm À, ngoài ra thì một số loại thực phẩm nên được tiêu thụ với một số lượng hạn chế để đảm bảo một chế độ ăn lành mạnh như là thịt đỏ, đồ uống có chứa caffeine như cà phê và đồ uống có ga, rượu, đồ ăn có đường, thực phẩm dầu tinh bột như các sản phẩm đã qua chế biến hoặc đóng gói. Và việc sử dụng không đúng và với số lượng các loại thực phẩm gây hại hàng cho sức khỏe nói chung và có thể dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh thừa cân béo phì đài tháo đường rối loạn chuyển hóa mỡ máu đó cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến các vấn đề về chức năng tình dục cần duy trì tập thể dục tập yoga duy trì lối sống và chế độ sinh hoạt lành mạnh để có một sức khỏe tình dục tốt nhất và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là rối loạn chức năng tình dục có thể ảnh hưởng đến tất cả các độ tuổi và một số rối loạn thì có xu hướng tăng dần theo tuổi À, nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cả hai giới cũng như là hạnh phúc gia đình à, và khi gặp các biểu hiện của rối loạn chức năng tình dục thì các bạn đừng ngần ngại đến các cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần à, cũng như là các chuyên khoa liên quan để được khám và tư vấn và điều trị thích hợp à, và hy vọng là với những cái nội dung trong bài trình bày này thì các bạn đã có thêm những cái hiểu biết về rối loạn chức năng tình dục À, có thể uh, phát hiện sớm uh, những cái dấu hiệu sớm của rối loạn để đến uh, cơ sở y tế để được khám đúng chuyên khoa uh, và uh, gác lại những cái vấn đề ngần ngại những cái e ngại hoặc là những uh, việc những cái sự xấu hổ uh, mà chúng ta có thể sẵn sàng cởi mở để chia sẻ với bác sĩ để bác sĩ có thể tư vấn uh, điều trị uh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh uh, xin trân trọng cảm ơn ạ. ピッ <laughs>